Chào tất cả các em, cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong tiết học toán đầu tiên của năm lớp 2 này. Qua một mùa hè, các em có còn nhớ những kiến thức mình đã học ở năm lớp 1 không? Để giúp các em ôn lại những kiến thức quan trọng ở năm lớp 1, hãy cùng cô bước vào bài học của ngày hôm nay nhé! Cô gợi ý một số mẹo nhỏ để giúp các em học tốt nhé. Đầu tiên, các em hãy tìm cho mình một không gian yên tĩnh để ngồi học. Thứ hai, hãy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập. Thứ ba, trong quá trình học, các em hãy quan sát, lắng nghe và suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, các em hãy bấm nút dừng video khi làm bài. Chúc các em học tốt nhé! Còn bây giờ, hãy cùng cô đi vào bài học đầu tiên, ôn tập các số đến 100. Các em hãy quan sát bảng số từ 1 đến 100 và cho cô biết bảng số gồm mấy hàng và mấy cột. Bảng số từ 1 đến 100 gồm 10 hàng và 10 cột. Các số trong bảng được sắp xếp như thế nào? Các số trong bảng được sắp xếp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Nhìn vào bảng, các em hãy đọc cho cô các số tròn chục. Thật dễ dàng phải không các em? Số tròn chục là những số có số đơn vị là 0. Như vậy, ở trong bảng từ 1 đến 100, các số tròn chục lần lượt là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 và 100. 100 hay còn gọi là 10 chục. Nhìn vào bảng, hãy đọc cho cô các số cách nhau 5 đơn vị, bắt đầu từ 5. Các em đã đọc được chưa nào? Ta có 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100. Rất dễ nhớ và dễ thuộc phải không các em? Những dãy số đếm thêm 5 và thêm 10 có thể được sử dụng trong đếm nhanh vì chúng rất là dễ nhớ. Các em ơi, các số trong cùng một hàng có gì giống nhau? Không kể số cuối nhé. Cô lấy ví dụ một hàng bất kỳ, 51 đến 59. Các em hãy đọc to và cho cô biết chúng có gì giống nhau. Hãy cùng đọc lại với cô nhé. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Chúng đều có số chục giống nhau là 5. Và cô đã chọn hai số bất kỳ trong cùng một hàng, 57 và 58. Em có thể nói ngay số nào bé hơn và số nào lớn hơn không? Số bên phải lớn hơn số bên trái, hay 58 lớn hơn 57? Ta thấy 58 có số đơn vị là 8, 57 có số đơn vị là 7, 8 lớn hơn 7 nên 58 lớn hơn 57. Như vậy, gặp hai số mà có số chục giống nhau, ta sẽ so sánh số đơn vị để biết xem số nào lớn hơn hay số nào bé hơn nhé. Thế còn các số trong cùng một cột có gì giống nhau? Cô xin chọn một cột bất kỳ nhé. Cô chọn cột từ 6 đến 96. Các em hãy đọc to và cho cô biết chúng có gì giống nhau. Nào, hãy đọc lại cùng với cô nhé. 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66,
76, 86 và 96. Chúng đều có số đơn vị giống nhau. Và cũng trong cùng một cột, cô đã chọn ra 46 và 56. Em có thể nói ngay số nào bé hơn và số nào lớn hơn không? À, đúng rồi, số ở hàng dưới sẽ lớn hơn số ở hàng trên, hay số ở hàng trên sẽ bé hơn số ở hàng dưới. Và ta thấy 56 có số chục là 5, bằng 46 có số chục là 4. Như vậy 5 chục lớn hơn 4 chục, như vậy số 56 sẽ lớn hơn số 46, hay số 46 sẽ nhỏ hơn số 56. Ta đã so sánh số chục để tìm ra được số nào bé hơn và số nào lớn hơn. Chúng ta cùng luyện tập thêm về so sánh các số. Ở bài tập A, so sánh hai số, bài tập này yêu cầu chúng ta nhận biết số nào lớn hơn số nào bé hơn số nào. Ví dụ, 37 và 60. Các em thấy đó, bạn nữ viết trên bảng con, 37 nhỏ hơn 60, còn bạn nam thì viết 60 lớn hơn 37. Các bạn đã làm đúng chưa? Đúng rồi đấy các em ạ. Bạn nữ nghĩ rằng 30 bé hơn 60, nên 37 bé hơn 60. Còn bạn nam nghĩ rằng 60 lớn hơn 30, nên 60 lớn hơn 37. Các em trình bày theo bạn nam hay bạn nữ đều đúng cả. Các em hãy bấm nút dừng và so sánh hai số nhé. Ta thấy rằng 79 và 74 có số chục giống nhau. Vậy ta so sánh số đơn vị. 79 có số đơn vị là 9, còn 74 có số đơn vị là 4. 9 lớn hơn 4, vậy 79 lớn hơn 74. Hay 74 nhỏ hơn 79. Tương tự, hai số 52 và 25. 52 có số chục là 5, 25 có số chục là 2. 50 lớn hơn 20, vậy 52 lớn hơn 25. Hay 25 nhỏ hơn 52. Các em nhớ nhé, số có hai chữ số lớn hơn số có một chữ số. Ví dụ, 10 lớn hơn 7, hay 7 nhỏ hơn 10. So sánh số chục, số nào có số chục lớn hơn là số đó lớn hơn. Ví dụ, 74 lớn hơn 36, vì 70 lớn hơn 30. Số chục bằng nhau, ta so sánh số đơn vị. Số nào có số đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn. Ví dụ, 48 lớn hơn 42, vì 8 lớn hơn 2. Ngoài ra, ta có thể dựa vào bảng số. Các em hãy cùng cô đọc đề bài câu B nhé. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Ta có các số 19, 46 và 42. Quan sát ta thấy hai bạn đều làm kết quả giống nhau. Các số từ bé đến lớn lần lượt là 19, 42 và 46. Trong ba số, 19 là số bé nhất vì có số chục là 1. Tiếp đến là 42 vì 42 nhỏ hơn 46. Cuối cùng là 46. Như vậy, thứ tự các số theo thứ tự từ bé đến lớn là 19, 42 và 46. Các em đừng quên bấm nút dừng để thực hiện yêu cầu bài tập nhé. Bây giờ hãy cùng cô sửa bài. Các số 43, 70, 38 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn lần lượt là 38, 43 và 70. Còn các số 82, 87, 29 và 9 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 9, 29, 82 và 87. Như vậy, để sắp xếp được theo đúng yêu cầu của đề bài, chúng ta cần phải quan sát thật kỹ các số và so sánh thật kỹ, thật cẩn thận nhé. Bài tập 4. Làm theo mẫu.
Các em hãy quan sát mẫu và cho cô biết có bao nhiêu việc cần phải làm, đó là những việc gì. Chúng ta có viết số chục, số đơn vị, dùng thanh chục và khối lập phương để thể hiện số, viết số vào sơ đồ tách gộp số, viết số thành tổng các số chục và số đơn vị. Như vậy có 5 việc, trong sách chỉ có 1 việc. Các em sẽ làm tiếp 4 việc nữa cho hoàn thiện. Ở câu A, đề bài cho mình hình ảnh thanh chục và khối lập phương. Ta sẽ viết số chục, số đơn vị, viết số vào sơ đồ tách gộp số, viết số thành tổng của số chục và số đơn vị. Ở câu B, đề bài cho mình số, mình sẽ hoàn thiện 4 việc, viết số chục, số đơn vị, dùng thanh chục và khối lập phương để thể hiện số, viết số vào sơ đồ tách gộp số, viết số thành tổng của số chục và số đơn vị. Các em hãy bấm nút dừng và thực hiện yêu cầu bài tập nhé. Bây giờ hãy cùng cô quan sát để sửa bài. Ta thấy ở câu A, thanh chục có 3. Như vậy, số chục là 3. Khối lập phương có 5. Như vậy, số đơn vị là 5. Ta có số 35. Viết số vào sơ đồ tách gộp như sau. 35 gồm 30 và 5. Ta có 35 bằng 30 cộng 5. Tương tự như thế, ở câu B, ta có số chục là 1, số đơn vị là 8. Tương ứng với thanh chục là 1 thanh chục và 8 khối lập phương. Sơ đồ tách gộp gồm có 18 gồm 10 và 8. 18 bằng 10 cộng 8. Như vậy, các em lưu ý, đối với những bài có mẫu, các em cần phải quan sát mẫu thật kỹ về những việc cần phải làm để hoàn thành tốt yêu cầu của bài tập. Chúng ta sẽ cùng luyện tập thêm một số bài tập về số. Ở bài tập 1, chúng ta cần điền số vào ô trống. Các em hãy quan sát dãy số thứ nhất. Ta thấy rằng 21, 22, rồi đến 23. Như vậy, đây là dãy số đếm thêm 1, vì số bên phải bằng số bên trái cộng cho 1. Vậy sau 23 sẽ là 24, 25 và 26, 27, rồi 28, 29 và 30. Thế còn dãy số bên dưới? Ta cũng nhận thấy rằng số bên phải bằng số bên trái đếm thêm 2. Như vậy, ta tìm được số bên phải của 32 chính là 34. Và cứ như thế, ta tìm được các số còn lại trong dãy số. Các em hãy bấm nút dừng và thực hiện các yêu cầu bài tập còn lại nhé. Ta có dãy số đếm thêm 2, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Tương tự như vậy, ta có dãy số đếm thêm 5 và dãy số đếm thêm 10. Cô mời các em cùng kiểm tra kết quả của bài làm. Các em hãy đọc lại dãy số đếm thêm 5 nhé. Dãy số cuối cùng là dãy số đếm thêm 10. Cô mời các em đọc lại dãy số đếm thêm 10.
Như vậy, để đếm nhanh, trong một số trường hợp, chúng ta nên đếm thêm 1, thêm 2, thêm 5 và thêm 10. Các em hãy quan sát tranh. Cô đố các em biết đây là trò chơi gì nào? Đây là một trò chơi mang tính đồng đội. Nó có tên là bước chân đoàn kết. Các em thấy đó, các thành viên trong đội sẽ được buộc một chân lại với nhau, sau đó cùng di chuyển. Đội nào di chuyển về đích trước thì đội đó sẽ chiến thắng. Và trong quá trình di chuyển thì nếu ngã, được phép đứng dậy rồi di chuyển tiếp. Ở bài tập này, đề bài yêu cầu mình hãy tính xem có bao nhiêu bạn tham gia trò chơi này. Như vậy, để tính làm sao? Ồ, bạn ông vui vẻ đã xuất hiện. Bạn gợi ý cho mình đếm sao cho nhanh để mình tìm ra được kết quả của bài toán. Các em thấy không? Các bạn chơi theo cặp, hai em một nhóm. Như vậy, để tìm kết quả của đề bài, ta chỉ việc đếm thêm 2, từ đầu cho đến cuối nhé. Nào, chúng ta cùng đếm nào. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 và 18. Như vậy, có tất cả 18 bạn tham gia trò chơi. Các em đã biết được cách đếm sao cho nhanh chưa? Các em ơi, dưới đây là một số chai và bình bằng nhựa mà bạn Nam đã thu gom được. Các em hãy cùng cô tính xem có tất cả bao nhiêu cái. Chúng ta cùng quan sát. Có 7 nhóm. Mỗi nhóm có 5 cái. Như vậy ta chỉ việc đếm thêm 5 để tính số chai mà bạn Nam thu được. Cùng đếm với cô nhé. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Như vậy có tất cả 35 cái. Bạn Nam đã thu được 35 cái chai. Để biết xem bạn Nam thu gom chai nhựa để làm gì, cô mời các bạn cùng xem clip sau. Thật sáng tạo phải không các em? Những đồ vật sau khi sử dụng xong, khoan vứt vội, ta có thể dùng nó để tái chế tạo ra những đồ vật hữu ích, như lọ hoa mà bạn Nam đã làm đấy các em ạ. Cô lại có một thử thách muốn dành cho các em đây. Các em hãy quan sát các khay bánh và tính xem khay cuối cùng có bao nhiêu cái bánh. Nào, hãy cùng cô thực hiện bài tập này nhé. Đầu tiên, các em hãy viết số dưới mỗi khay bánh. Các em quan sát, khay thứ nhất có 2 cái bánh, khay thứ hai có 7 cái bánh. Như vậy là ta đã lấy 2 thêm 5 để được 7. Tương tự như thế, ta sẽ tìm được khay bánh cuối cùng bằng cách lấy 22 cộng 5 để được 27. Như vậy, khay bánh cuối cùng có 27 cái bánh. Thật là đơn giản phải không các em? Các em ơi, đây là ngày đầu tiên đến trường của các bạn thú. Bạn nào cũng háo hức và vui vẻ. Nhưng các bạn ấy không biết được phòng học của mình là ở đâu. Các em hãy giúp các bạn ấy tìm đúng phòng học của mình nhé. Nào, bây giờ hãy bấm nút dừng và giúp các bạn ấy thôi nào. Bây giờ cô chào chúng ta sẽ cùng dẫn các bạn vào đúng phòng học của mình nhé. Đầu tiên, bạn mèo con, các bạn nghĩ bạn ấy sẽ vào phòng học nào? À, bạn mèo con sẽ vào phòng học màu vàng vì bạn ấy là số tròn trục. Thế còn bạn voi sẽ vào phòng học nào? Bạn voi sẽ vào phòng học màu xanh vì số của bạn là có số trục là 3.
Còn bạn chó sẽ vào phòng học. Màu đỏ, đúng rồi, vì bạn là số có một chữ số. Còn bạn khỉ sẽ vào học chung lớp với bạn chó vì bạn khỉ cũng là số có một chữ số. Thế còn bạn hươu sẽ vào cùng lớp với bạn voi vì bạn hươu có số chục là 3. Còn bạn heo con chắc chắn sẽ vào chung với bạn mèo con vì bạn là số tròn chục. Như vậy là các em đã giúp cho các bạn ấy vào đúng phòng học của mình rồi. Một tràng pháo tay để tự thưởng cho mình nào. Chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.